Cái đoạn đường chỗ này ấy, chúng ta sẽ đi qua hai cái đoạn cong. Một đoạn cong là ngay chỗ chợ Thánh Tâm, và một cái đoạn cong là ngay chỗ này, ngay chỗ làng Mộc Hòa Bình này. Đây là những cái điểm khá là nguy hiểm đấy. Cho nên là khi mọi người đi đến những cái chỗ này thì chạy xe hết sức cẩn thận đó, do là cái đoạn đường nó sẽ cua cong cong hết này, mà xe ở hai hướng á, nó đang đổ dốc, một hướng thì đổ dốc, một hướng thì lên dốc, cho nên là nó khá là nguy hiểm. Cộng với cái việc là chỗ này là khu làng Mộc Hòa Bình, xe ra vào thường xuyên để chở đồ gỗ á, cho nên đến những cái đoạn này là hết sức cẩn thận quý vị. Đấy, mặc dù là ở đây người ta đã làm rất là nhiều những cái trạm đèn xanh đèn đỏ, nhưng mà cũng phải cẩn thận quý vị nhé. Ta đến khu vực chợ Bùi Chu này, chợ Tiên Chu chứ quý vị, xin lỗi quý vị, chợ Tiên Chu Hòa Bình. Đấy, bên này là giáo sư